tiểu học Thanh Cao. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho đội bóng đá thành công chương trình của mình. Kính trân trọng mời đội nghi lễ vào vị trí để các con học sinh chúng ta đứng dậy chuẩn bị làm lễ chào cờ.